Ủa chào mấy em, ủa hôm nay mình lễ hội gì vậy? Một cái hội giao lưu hoa tràng. Giao lưu hoa tràng. Cái view nhà hàng này cũng rất đẹp ha. Mát mẻ luôn cô chú. Khách đến đây tập trung cái khu vực này là thả diều nè, rất là đông luôn. Xe mình cho thuê tính giờ hay là sao vậy em? À, nửa tiếng là 40 ngàn hả? Xe nào cũng vậy chân. À, một người cho một chiếc cũng vậy. Vậy ha. Cứ nửa giờ là 40 ngàn. Xin chào quý cô chú anh chị đến với kênh Cậu Ba Kiên Giang. Mến chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho quý cô chú anh chị là một đoạn đường là đi đường là Tôn Đức Thắng ở là thành phố Rạch Giá. Hiện giờ mình đang có mặt là cái đoạn đường là ở dưới chân cầu đường 3 tháng 2. Coi như là cầu này là cầu 3 tháng 2, hiện giờ là cũng là 6 giờ chiều, còn khoảng 10 phút nữa là cũng là 6 giờ chiều. Thì hôm nay mình chia sẻ cho quý cô chú anh chị một đoạn đường là Tôn Đức Thắng. Đây là mình nhìn từ ở phía bên đây xong, mình nhìn ra đó ở cái cánh ở trước mặt mình là nhìn thấy là cái bệnh viện cũ của hồi trước, bệnh viện tỉnh Kiên Giang. Cái đoạn đường này là mình chạy thẳng là xuống cái khu lấn biển thành phố Rạch Giá. Thì đoạn đường Tôn Đức Thắng, mình sẽ đi cái đoạn đường này thì mình ghi hình cho quý cô chú anh chị cùng xem vào cái dịp buổi chiều cuối tuần. Thì hôm nay là cái ngày Chủ nhật, mình sẽ tham quan cái khu vực này cho quý cô chú anh chị cùng xem. Hôm nay là cũng như là ngày đầu cái tháng giêng đầu năm 2024, thành ra coi như là cũng bước vào cái tháng đầu năm, các bà con, các bạn bè, anh em đều đến cái khu ở dưới lấn biển này để thả diều, coi như là buổi chiều thả diều rất là mát mẻ ở khu vực này. Đây là tới cái khu vực như là Vinh Cơm, siêu thị Vinh Cơm mà đó. Ở đây là mình nhìn thấy là mấy cái anh em bắt đầu thả diều ở khu vực này. Đây buổi chiều cũng rất là vui ha, họ bán cái ở lề đường này, bán thức ăn nhanh rồi bán trà sữa, bán thức uống khu vực này. Đây mình sẽ chạy lên cái đoạn đường này để đây cái khu vực ở ngay chân cái góc cái nọ đường ra biển ở lấn biển nè, ở mé biển thì khu vực này cũng rất đông. Thì bây giờ cũng là gần 6 giờ rồi, mình nhìn ra cái hướng mặt trời cũng sắp sửa phút. Đây mặt trời chuẩn bị phút bóng rồi. Ở đó là mấy cái đoàn tàu như là tàu kiểm ngư, nhà hàng qua biển ở phía bên cạnh bên đó. Còn đây mình nhìn thấy đó là ở cái đoạn mình cầu 3 tháng 2, phía cầu 3 tháng 2. Đây, ở đây khu nhà ở nè, cái view ở biển cũng gọi là rất mát mẻ luôn. Tập trung quá đông. Thì mình nhìn thấy là cái khu vực ở sau cái siêu thị Vincom. Đây là khu nhà ở, khu lấn biển nè.
Hiện giờ các bạn tập trung rất đông ha. Mỗi buổi chiều cuối tuần vào này đông, mình sẽ đi một đoạn ở đây, sẽ tham quan cái khu vực này. Hình như có cái lễ hội gì để trang trí, số anh em. Ủa chào mấy em, ủa hôm nay mình lễ hội gì vậy? Giao lưu hóa trang này của mấy em là trường học sinh trường nào ạ? Nguyễn Trãi hả? À cảm ơn em nha. Xin chào. Ồ, quá chậm. Đây là top học sinh lễ hội hóa trang của trường Nguyễn Trãi. Trường Nguyễn Trãi thì trường cấp 2. Ồ, xuống khu vực lăng biển. Chào em. Hóa trang bữa nay. Ủa em là lớp học trường lớp nào nào ạ? Lớp 9, phòng Võ Văn Kiệt lớp 9. Rồi, ủa lễ hội hóa trang này là về cái hình thức gì ta? Cái này là niềm đam mê. Thôi vậy vậy thôi, chào em. Chúc chúc mấy em vui nha. Rồi chào em. Này đẹp, đông quá ha. Này ở dưới mé biển này, mình sẽ đi dài xuống ở dưới mé biển này, quá độc này. Theo cái mé biển này chạy dài ra là tới ở khu vực là kinh Cụng Phú Cường ở dưới luôn đó. Đông. Hôm nay thì vào cái dịp lễ hội hóa trang của các trường tập trung ở đây như thế nào đó mình cũng không mấy gì rõ. Hội hóa trang của trường cấp 2 Võ Văn Kiệt, trường Nguyễn Trãi. Đây. Rất là vui ha. Rồi mình sẽ tiến thẳng theo cái đoạn đường Tôn Đức Thắng. Đây là đoạn đường Tôn Đức Thắng. Các em học sinh tụ họp mà quá đông luôn. Quá trang. Là vui. Trang đủ thứ luôn. Đây là ngay cái góc đường quán cà phê Sea View này. Cà phê Sea View. Đây ta cặp đường người ta bán nhiều nhóc. Như các cô chú anh chị đi du lịch ghé cái thành phố Gạch Giá tỉnh Kiên Giang thì biết cô chú anh chị cũng yên tâm về cái giá cả của các quán ăn như là khách sạn, quán karaoke, rồi nói chung ra nó cũng tùy theo khu vực.
chung ra cũng tùy theo quán nữa. Quán sang thì cái giá nó sẽ sang hơn, nhưng mà nó cũng mức độ nào thôi, chứ không đến nỗi chặt chém như ở những nơi khác. Thì các quán ăn, quán karaoke, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ cũng tập trung ở cái đoạn đường là Tôn Đức Thắng với cái đường 3 tháng 2 là tập trung là rất nhiều. Khi với cô chú anh chị đến đây thì có thể là ghé thăm đoạn đường Tôn Đức Thắng, đường 3 tháng 2 thì với cô chú ăn uống như là các món chính là hải sản tươi sống là ở thành phố Rạch Giá là rất là tươi ngon. Đây quán bò tơ, quán lẩu dê, lẩu bò, hải sản tươi sống. Ở đây thì có cái nhà hàng Gió Biển nè. Nhà hàng này thì cũng bên cạnh đường Tôn Đức Thắng. Coi như cái nhà hàng này kiến trúc xây dựng lắng ra ngoài biển luôn. Coi như là rất là mát mẻ. Đây. Thì nhà hàng này thì cũng về đặc sản là hải sản, là coi như là điểm chính. Nhà giá cả nói chung ra cũng tương đối thôi, nên nhà hàng này thì đồ ăn cũng tương đối ngon, mình cũng có ghé qua vài lần. Ở đây buổi chiều có cái vỏ ghe này chú đang thả lưới nè. Chú đang dần lưới thả cá, dần lưới bắt cá đó, đánh bắt. Mình sẽ đi một vòng cái nhà hàng Gió Biển này cho quý cô chú anh chị cùng xem. Khi nào quý cô chú anh chị có ghé ở đây tham quan cái quán này, khi mà quý cô chú anh chị đi thì cũng có cái xe điện đưa nước cho quý cô chú anh chị nè. Mình sẽ đi thẳng. Đây, cái view nhà hàng này cũng rất đẹp ha, mát mẻ luôn cô chú. Giờ này thì cũng mặt trời vừa phức à, chuẩn bị lên đèn. Đây, rất đẹp. Đây, cái đường vào này là trang trí là vào cái dịp Tết nè. Cô chú anh chị đến quán dùng. View đẹp lắm. Đây. Gió Biển. Khu này cũng rộng lắm, có phòng lạnh, có khu vực ở phía bên ngoài luôn. Đây là cái khu vực Bãi Dương nè. Ở mé biển Bãi Dương này cũng có mấy cái chỗ bán quán ốc nè, đồ hải sản là rất nhiều, những nơi bắt ghế đồ, cái view ngắm biển ăn hải sản rất tuyệt ha, thức ăn nhanh để rất đông. Xuống đây cũng có nơi nằm võng nghỉ ngơi rồi, chứ đây cũng rất mát mẻ. Là ở đây là Bãi Dương, khu vực Bãi Dương, khu lắng biển, ở trong đó có cái nhà hàng cảnh biển nữa nè, cũng là cái view biển luôn.
đoạn đường ba Tôn Đức Thắng này thì về cái quán cà phê, khu vực cà phê ăn sáng thì ở đây là nổi tiếng là có cái quán Ba Lê rất là rộng lớn và trang trí cũng rất lộng lẫy. Như quán cà phê Ba Lê thì thường thường một ly nước thì cũng tầm độ là từ 20.000 cho đến 60.000. Còn đồ ăn thì cũng tầm là 40.000 cho đến 80.000 tùy theo cái thức ăn. Thì cái dịp là sáng là tập trung ở quán Ba Lê là vực quán là coi như đông, có khi là không có chỗ ngồi luôn. Quán rất nổi tiếng. Đây là các quán cà phê vào buổi tối chuẩn bị lên đèn rồi. Khi mà mình đến đoạn đường Tôn Đức Thắng hoặc là đường 3 tháng 2 thì hai bên là coi như là hình như là đều kinh doanh như là quán ăn, quán cà phê, quán nhậu, quán karaoke, nhà hàng, khách sạn vân vân. Tập trung nhất là nhiều nhất là 3 tháng 2 với Tôn Đức Thắng ha. Ở đây là mình đã tới quảng trường rồi nè. Hiện bây giờ mình nhìn thấy thì còn thả diều cũng rất đông nè. Mà chưa có thu gom lại nữa, tối rồi nè. Diều ở trên không gian còn nhóc ở trên nè ha. Rất là vui ha bà con. Buổi chiều ở khu vực này là đông á. Mình sẽ chạy cái khu vực quảng trường này. Khu vực này thì chỗ cái đảo Hoàng Gia coi như đối diện ngang với quảng trường. Đây là ở đảo Hoàng Gia nè. Đảo Hoàng Gia thì cũng đang chuẩn bị làm thôi, trong giai đoạn đang làm khu vực đảo Hoàng Gia, chưa có xây dựng gì hết. Còn cái bãi đất trống rất rộng, mấy quý khách đến đây tập trung cái khu vực này là thả diều nè, rất là đông luôn. Mà giờ này thì 6 giờ 25 rồi thì vẫn còn khách đông, rất đông luôn. Mênh mông luôn, khu vực này quá trống. Cái khu thả diều ở đây mình thấy số anh em thả diều quá đó. Tuyệt vời. Mình sẽ đi một vòng này, tham quan khu vực này ha. Tuyệt vời. Giờ này thì các du khách đang chuẩn bị về nè. Chuẩn bị tối mà vẫn còn đông. Đã chiều quá vui. Tuyệt vời. Các loại diều luôn. Giờ diều nhóc cái chân. Wow, đông dữ. Bữa nay vào cái dịp chiều tối chủ nhật, những người bán diều quá trời nhiều. Ngon mông. Quá đập. Đó, giờ này khách đang chạy gà biết bao nhiêu.
quá. Đảo Hoàng Gia này lấn biển, hiện giờ là đang lấn ra tuốt ngoài biển rất là rộng lớn luôn, sâu sâu ra ngoài đồng mênh mông luôn. Rồi mình sẽ đi ra chạy một vòng tham quan cái khu vực quảng trường, rồi quý cô anh chị cùng xem. Mình sẽ đảo một vòng khu vực quảng trường vào cái dịp buổi tối nè. Tối thì các trò chơi giải trí cũng ở khu vực này. Còn ở phía bên quảng trường, các anh em nhỏ tập trung ở đây là chạy xe, thuê xe chạy rất đông luôn. Các loại thuê xe đầy đông, tuyệt vời chưa. Đây khu vực quảng trường, các em nhỏ thuê những cái chiếc xe có đèn chiếu chớp chớp chạy một dạo cái khu vực quảng trường, rất là vui cho mấy em nhỏ luôn. Mình thích thuê xe đây quá đặc, tuyệt vời. Xe đông đây, có mấy cái con chơi có đẹp, em nhỏ chạy. Các loại xe rất là nhiều. Xe xích lô, xe đạp, rồi xe điện các thứ rất là nhiều luôn. Quá trời các loại xe luôn. Mình mong vậy. Xe mình cho thuê tính giờ hay là sao vậy em? Nửa tiếng là 40 ngàn hả? Xe nào cũng vậy chân? Cứ nửa giờ là 40 ngàn. Nhấp xe luôn.
này cũng là gần 7 giờ tối rồi. Đây các xe của mấy em thuê nè, coi như là nửa tiếng đồng hồ là 40.000, cứ nửa tiếng 40.000. Quá đẹp luôn. Rồi mình xin kết thúc cái video này tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị theo chân mình xem review ở cái đoạn đường Tôn Đức Thắng, tập trung thật nhiều vào cái dịp buổi chiều cuối tuần. Rồi mến chúc quý cô chú anh chị ngày mới an lành vui vẻ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cái những video tiếp theo.